6. Sự vui mừng vô hạn ma hỉ duyệt Kinh văn Hiệu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, sử thanh tịnh trung, tâm an ổn hậu, hốt nhiên tự hữu vô hạ hỉ sanh, tâm trung hoan diệt, bất năng tự chỉ. Việt dịch lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ thanh tịnh tâm được an ổn, bỗng sanh niềm vui vô hạn, trong tâm mừng rỡ không thể kiềm chế. Giảng: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ lại nữa, hành giả khi ở trong định thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm khi ở trong chỗ thanh tịnh của chánh định, tâm được an ổn, tâm tuyệt đối an tĩnh và ổn định, không còn chút tán loạn và vọng tưởng nào, ngay tại điểm ấy, thọ ấm lại phát sanh tác dụng khác, bỗng dưng phát sanh niềm vui vô hạn trong tâm, cảm thấy dâng tràn niềm vui và biết niềm vui ấy vô bờ bến, mức độ của nó không thể hạn lượng được. Trong tâm mừng rỡ không thể kiềm chế, không thể tự ngăn được cho dù ông có muốn chấm dứt niềm hoan lạc ấy cũng không thể được. Kinh văn Thử danh khinh an, vô huệ tự cấm, ngộ tắc vô cữu phi vi thánh chứng, việt dịch. Đây gọi là tâm khinh an nhưng thiếu trí huệ để tự điều phục. Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Giảng, đây gọi là tâm kinh an nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục trạng thái vui mừng ấy. Hành giả không có trí tuệ để điều khiển cảm giác vui mừng này. Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là ông đã trở thành một bậc thánh. Kinh văn Nhược tác thánh giải, tác hữu nhất phần, hảo hỷ lạc ma, nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tác tiếu, ư cù lộ bàng, tự ca tự vũ, tự vị dĩ đắc, vô ngại giải thoát, thất ư tránh thọ, đương tổng luân trụy. Việt dịch nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh thì có loài ma thích vui vẻ nhập vào tâm, gặp người liền cười cùng ca hát nhảy múa trên đường, tự xưng đã được vô ngại giải thoát, sai lạc tránh định sẽ bị chìm đắm. Giảng, dạ, nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh, nếu ông nói ồ bây giờ ta đã nhập vào nơi hoan hỉ địa, ta là Bồ Tát hoan hỉ địa đây, thì có loài ma thích vui sẽ nhập vào tâm ông, mỗi khi gặp người liền cười cùng ca hát nhảy múa trên đường giống như một gã hippie đã hoàn toàn mất tự chủ vẫy hai tay, rộng hai chân hát và nhảy múa cùng ca hát hết thảy các loại nhạc tự xưng đã được vô ngại giải thoát, thiếu tránh định chắc chắn sẽ bị chìm đắm đánh mất hết thảy tránh định, tránh chi kiến và mất hết năng lực của lý trí cuối cùng rơi vào địa ngục